Bộ phim mới nhất của nam tài tử lường danh George Clooney, The Monument Man vừa ra mắt toàn cầu vào ngày 7 tháng 2, tức mùng 8 Tết. Và đây được xem là dự án tham vọng nhất của ngôi sao này trong vai trò đạo diễn sau những bộ phim nhỏ hơn như The Idea of March và Good Night and Good Luck. Tôi án chừng ngân sách cho phim này gấp đôi bất cứ phim nào tôi đã làm và quy mô của nó thì lớn hơn rất nhiều. Kinh phí cho Monument Man vào khoảng 70 triệu đô la, vậy được dự kiến sẽ mang về 24 triệu đô la tiền vé trong cuối tuần đầu tiên ra mắt tại Bắc Mỹ. Bộ phim tập hợp dàn sao hạng A gồm Matt Damon và Kate Blanchett. Phim kể về câu chuyện có thật về hai chuyên gia được giao nhiệm vụ lấy lại kho báu nghệ thuật từng bị Đức Quốc xã đánh cắp trong Thế chiến thứ hai. Theo Clooney, một trong những phần khó nhất là tái hiện lại không gian của Thế chiến, trong đó có một phần chuyện bạn bè, một phần chuyện nghệ thuật và một phần chuyện lịch sử. Tôi không muốn đó chỉ đơn giản là một bài học, Bộ phim phải có chất giải trí, khán giả phải cảm thấy thích thú, phải cười thoải mái. Nhưng đây lại là một đề tài hết sức nghiêm túc bởi vì vấn đề mà người ta phải đối mặt. Cho nên điều quan trọng là cần tìm thấy điểm cân bằng. Bộ phim ra đời vào một thời điểm không thể thích hợp hơn. Vào tháng 11 năm 2013, một người Đức được phát hiện sở hữu hơn 1.400 tác phẩm nghệ thuật từng bị Đức Quốc xã đánh cắp với trị giá 1 tỷ euro. Clooney cho biết ông hy vọng phim sẽ có ảnh hưởng đối với những kho báu như vậy trong tương lai. Tôi hy vọng bộ phim ít nhất cũng tạo được ý thức để người ta có thể đem trả lại những tác phẩm bị đánh cắp. Monument Man sẽ được công chiếu tại Việt Nam vào ngày 7 tháng 3 với tên gọi là Kho báu bị đánh cắp.